không khi quy định, không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân. Ngày 3 tháng 1 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định số 12/QĐ-UBND ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân. Một điểm trong quy định này rằng người dân không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân đã gây tranh cãi trong dư luận. Trong dư luận chính thống, những ý kiến phản bác sắc bén nhất đến từ hai bài phỏng vấn tiến sĩ Lê Hồng Sơn trên báo Thanh Niên và bài phỏng vấn luật sư Nguyễn Minh Long trên báo Giáo dục Việt Nam. Trong dư luận phi chính thống, nhiều gương mặt chống đối đã phản bác quy định này một cách nhỏ giọt tùy theo sức của mình trong suốt một tuần trở lại đây. Trong khi bài phản bác chất lượng nhất là bài của luật sư Ngô Ngọc Trai trên BBC tiếng Việt. Nhìn chung, các ông Lê Hồng Sơn, Nguyễn Minh Long và Ngô Ngọc Trai đều đưa ra hai lý lẽ để phản bác quyết định mới của thành phố Hà Nội. Thứ nhất, họ cho rằng trong vụ việc này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã vượt quá thẩm quyền của mình. Dù luật tiếp công dân trao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố thẩm quyền ban hành quy chế, nội quy, các văn bản này chỉ văn bản hành chính cá biệt, chứ không phải là văn bản quy phạm pháp luật, cũng không được mâu thuẫn với luật và hiến pháp. Trong khi đó, quy định không cho phép quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân đã mang đặc tính của một luật cấm, nên lẽ ra Ủy ban Nhân dân không có quyền ban hành nếu Quốc hội chưa thông qua. Luật sư Nguyễn Minh Long nói thêm rằng vì trụ sở tiếp công dân là nơi người dân thường xuyên qua lại, không thuộc danh sách khu vực cấm, địa điểm cấm theo quyết định số 160/2014/QĐ-TTg, không có cơ sở để cấm người dân quay phim, chụp ảnh ở đó. Thứ hai, họ cho rằng người dân phải có quyền quay phim, chụp ảnh ở trụ sở để thực hiện quyền giám sát các cán bộ tiếp dân, tránh để cán bộ có biểu hiện sai phạm, hống hách. Thứ ba, cần tách bạch giữa hành vi quay phim tại trụ sở tiếp dân với hành vi đăng các clip quay được trên mạng. Thay vì ban hành một quy định mới giới hạn quyền quay phim, chụp ảnh của người dân, nên dùng các luật sẵn có để xử lý hành vi đăng clip lên mạng nhằm tuyên truyền sai sự thật. Ở chiều ngược lại, Báo An ninh Thủ đô và một số quan chức, cán bộ của thành phố đã ủng hộ quy định mới này vì hai lý do. Thứ nhất, theo Báo An ninh Thủ đô, thì Hà Nội không phải là nơi đầu tiên ban hành quy định này. Nhiều tỉnh, thành phố, bộ ngành trên cả nước đã ban hành một quy định tương tự từ 3 năm trước. Số này bao gồm trụ sở tiếp dân trung ương của Thanh tra Chính phủ, các trụ sở tiếp dân của Bộ Xây dựng và trụ sở của các tỉnh Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, một số quan chức, cán bộ của thành phố đã khẳng định rằng quy định này không ảnh hưởng đến quyền giám sát các cán bộ tiếp dân. Cụ thể, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết mọi phòng tiếp công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đều trang bị camera ghi âm và ghi hình giúp giám sát vấn đề thực thi công vụ của cán bộ. Nếu người dân muốn trích xuất clip ghi tại buổi tiếp công dân mà mình tham gia thì Hà Nội đảm bảo sẽ trích xuất đầy đủ. Việc này sẽ được làm thủ tục bàn giao và có biên bản cẩn thận. Nhưng nếu công dân vẫn có nhu cầu ghi âm, ghi hình, thì theo quy định mới, họ nên trao đổi với cán bộ tiếp công dân. Sau khi ghi âm, ghi hình xong, hai bên cùng kiểm tra lại nội dung và xác nhận bằng biên bản với nhau để làm tài liệu sử dụng công khai, minh bạch. Ông Lê Đình Cung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tiếp Công dân của thành phố, đã mô tả thêm một biện pháp giám sát khác mà người dân có thể sử dụng. Sau buổi tiếp, công dân sẽ có phiếu nhận đơn của cán bộ tiếp công dân hoặc biên bản xác nhận nội dung buổi tiếp. Trên phiếu nhận đơn sẽ ghi ngày, giờ làm việc và nội dung làm việc của công dân, ghi nhận các văn bản đi kèm. Công dân có hài lòng với buổi tiếp thì mới ký vào biên bản, sau đó biên bản sẽ được đóng dấu. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi thấy nếu quy trình mà hai ông Nguyễn Đức Chung và Lê Đình Cung mô tả được thực hiện nghiêm túc trong thực tế, thì người dân sẽ được đảm bảo quyền giám sát các cán bộ tiếp dân. Trong khi đó, vì nội quy mới không cấm việc quay phim, chụp ảnh tại phòng tiếp dân, nó không mang tính chất của một luật cấm cần được Quốc hội phê chuẩn. Như vậy, còn quá sớm để nói rằng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra một quy định có tính lạm quyền và gây tổn hại đến lợi ích của người dân trong thực tế.